Nguyên nhân Dân Long đã bị bác bắt rồi. Cái gì? Bác đã bắt Dân Long? Đúng vậy. Hắn tới để ám sát bác, dứt khoát phải có nguyên do. Bây giờ bác đang nhốt hắn để hỏi kỹ tại sao hắn lại làm như vậy. Còn nữa, bác lo cho cha của cháu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cháu yên chí đi, bác đã cho người báo cho ông biết rồi. Vậy bây giờ Dân Long ở đâu? Bây giờ tạm thời bác đang nhốt hắn ở trong địa lao. Nhưng hắn cứng đầu lắm, không chịu nói một câu nào cả. Bây giờ chỉ còn nước chờ cha cháu về đây rồi mới tính chuyện sao. Cháu à, cháu nên nhớ rằng chuyện này nó làm chấn động cái triều đình. Cháu phải giữ bí mật, dù cho cả tú quân cháu không được tiết lộ. Có nghe rõ chưa? Dạ. Chuyện đời thật sự éo le vậy sao? Không đâu, võ nghệ của hắn rất cao siêu, nhất định không thể nào đâu. Chuyện gì được đâu. Hoàng đế Triệu Nhược, Kim Quốc Điện Hạ, Nguyên Nhan Dân Long mất tích đã lâu, nay treo giải thưởng tìm lại tông tích, thưởng vàng ngàn lượng. Khâm chỉ. Hi, cái bọn người Kim này á, chỉ biết hà hiếp người Tống của mình thôi, có chết ra cũng đáng kiếp. Thì đó, cái bọn chó Kim này á, dù tao có thấy cũng như mù thôi. Ai dạ, đúng rồi, không tiếp được, muốn kiếp thiệt. Bên bờ sông có một cái xác chết kìa. Thiệt hả? Có biết ai không? Đâu có biết được, nó xình lên tới dễ sợ quá, tôi còn không dám nhìn nữa đó. Hình như là một anh chàng trẻ đó. Chà, vậy chắc là chết lâu rồi. Thế mà bây giờ xác chết đó đang ở đâu? Đang ở đâu vậy? Ở bên bờ sông ngoài thành nè. Hay là gì tội nghiệp vô cùng ai chà, chó chú sông dưới biển lên xác chết này là gì? Tội nghiệp quá. Sao?
quên em đã từng nói gì rồi. Em đã nói từ nay không bao giờ nhắc tới người đó nữa mà. Em không muốn nói với anh nữa. Em muốn biết hắn còn sống hay là chết. Anh có thể cho em biết đây. Anh biết được hả? Có phải nói cho em biết thì từ nay em quên kẻ này không? Đúng. Được. Hắn chưa chết đâu. Anh nói đi. Hắn đang ở đâu vậy? Anh nói đi. Em quên rồi hả? Em đã hứa với anh từ nay không có nhắc tới tên này nữa mà. Em không cần biết. Em không cần biết nơi này, nói cho em biết hắn đang ở đâu đi. Nói đi. Được. Nếu như em còn thương tiếc hắn, anh có giấu em cũng không có ý nghĩa gì. Anh không thể mà nói cho em biết. Hắn đã bị cha của em nhốt ở trong địa lao. Hắn muốn ám sát cha em. Chính hắn muốn ám sát cha em. Em không tin. Em không tin. Anh đang nói dối. Anh đang nói dối. Anh nói dối. Em cứ hỏi cha em đi. Có ai ông nói dối em không? Không đâu. Sao chứ? Mở cửa đi. Cô à, lão gia có dặn cấm không ai được vô. Người tránh ra. Thắm mà mở khóa cho ta đi. Quả thật là người ở đây. Người phải giết cha của ta. Người nói đi. Tại sao người phải giết cha của ta chứ? Người đối với ta thế nào ta không cần biết. Nhưng mà tại sao người phải giết cha ta? Người nói đi. Tôi đã nằm trong tay cô. Còn nói gì được nữa? Muốn chém hay là muốn giết? Tùy ý của cô. Được. Ta giết ngươi đây. Tú Quân. Tú Quân à, con nên nóng nảy vậy? Việc rất là quan trọng, nhất định phải hỏi cho kỹ. Tú Quân, nghe lời của cha đi, đừng lo tới hắn. Mình đi. Không giấu được nữa đâu. Bây giờ cả kinh thành đều xôn xao về chuyện này. Lỡ để tiết lộ chuyện này ra ngoài, hoàng thượng nghe được có thể bị tru di tam tộc đó. Rất tiếc mình chưa hỏi được điều gì. Cô Nhạc hiện để ta lại chưa về, đúng là tấn thoái lưỡng nè. Lão già, để tránh đêm dài nhiều mộng, mình không còn cách chọn lựa nữa đâu. Phu nhân, ý của bà là đêm này mình giải quyết xong hắn đi, để khỏi hậu hoạn. Được khỏe hả?
bất hiếu. Mẹ nuôi con lớn như vậy, con chưa bao giờ báo hiếu cho mẹ mà còn làm rắc rối thêm cho mẹ. Từ nay con không còn cơ hội, con không còn cơ hội báo hiếu cho cha với mẹ nữa đâu. Thôi mau đứng dậy đi, con khờ quá. Con còn chưa gả đi mà, mới như vậy đã tiếc cha với mẹ rồi hả? Được rồi, được rồi, con ngoan lắm, mẹ biết con hiếu thảo. Nè, thôi con lo ăn đi, rồi ngủ sớm đi nha. Hả? Nè, nhớ ngủ sớm nha. Sao lại kỳ vậy? Tự nhiên là trở thành như vậy hả? Tưởng đâu biết lên bãi như lão già biết trước đi hả? Ở nhà thì lẹ đi. Sao lâu quá vậy? Dương Long à, Dương Long, anh có sao không? Dương Long, lão gia, không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Tiểu thơ đã thả người đó đi rồi. Ngươi nghe đây, triệu tập hết tất cả gia đình, bất cứ giá nào cũng phải bắt hắn lại cho được. Dạ, lão gia. Cháu lại đây, xảy ra chuyện gì? Tú Quân đã cứu Văn Long rồi. Hả? Đã cứu thoát cho Văn Long? Chuyện này rất là quan trọng, nhất định phải bắt Tú nó về đây. Cháu phụ bác đi tìm. Được. Văn Long, anh thấy thế nào hả? Mình sắp sửa tới chỗ an toàn rồi. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy chứ? Em có lỗi với anh Nhạc Dương, xin anh hãy tha cho tụi em đi. Tha cho hai người hả? Như vậy sẽ khiến cho hàng gia phủ bị tru di tam tộc không hả? Em bảo đảm anh không có nói ra đâu. Không mà, cái tên khốn kiếp như vậy mà em còn đi cứu hắn hay sao chứ? Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Từ nay em với ảnh chấp cánh bay xa, ẩn danh mài tính, không chạm với đời. Em bảo đảm anh không có nói ra đâu. Nếu như anh nói ra thì em sẽ giết chết ảnh ngay.